cho vay tiền và không đòi được nợ, một nam thanh niên ở tỉnh Tiền Giang rủ thêm hai thanh niên khác đi bắt ép con nợ trả tiền, hành hung, viết giấy nhận nợ, cả ba đối tượng vừa bị khởi tố bắt tạm giam. Các đối tượng gồm Nguyễn Phúc Tính, sinh năm 1994, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Phạm Tấn Trung, sinh năm 2003, ngụ thành phố Mỹ Tho, và Ngô Phát Đạt, sinh năm 2001, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật từ năm 2021. Nguyễn Phúc Tính cho một nam thanh niên vay 20 triệu đồng. Đến nay, người vay vẫn không trả tiền. Để đòi nợ ngày 25 tháng 2, Tính biết con nợ đang ngồi tại một quán ăn ở thành phố Mỹ Tho nên đã cùng với Trung và Đạt đến khống chế, đưa nam thanh niên lên xe máy. Trên đường đi, cả ba đánh đập, đe dọa, buộc nạn nhân viết giấy nợ 35 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng còn khống chế, lấy 10 triệu đồng trong túi áo của nạn nhân để trừ nợ, rồi mới cho nạn nhân về nhà. Sau đó, nạn nhân gửi đơn đến công an thành phố Mỹ Tho để trình báo vụ việc, Tính và hai đồng phạm bị bắt giữ.